Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở trên cung đường tỉnh lộ 329 ha. Và chỗ này em Điền đang đứng đây là thuộc xã Hòa Hội, huyện Xi Mập, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. Cái khu vực em Điền đang quay đây dường như là ngoài trung tâm ha. Ngoài cái khu vực mà kinh doanh mua bán và trường học các cấp nằm ở gần đây ha anh chị ha. Đó, khoảng là vài trăm mét thôi là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và mẫu giáo nằm đầu kia ha. Khoảng vài trăm mét thôi. Đó. Và xung quanh đây chợ đò hàng quán buôn bán ha, nói chung là cũng là chợ tự phát thôi kiểu vậy ha. Đó, hàng quán và nước nôi rất là nhiều, kinh doanh nhỏ lẻ ngoài này rất nhiều ha, và thuốc tây, tiệm thuốc tây ha, cây xăng đó, vân vân, nói chung là ngoài đây thì tiện ích đầy đủ anh chị ha. Đó, cái hướng đi vào đây thì mình đi được xã Hòa Hiệp cũng như là đi vòng lại xã Bình Châu ha. Còn hướng ngược lại đây là mình sẽ đi ra đường quốc lộ 5 cũng như là trung tâm thị trấn Phước Bửu, huyện Xi Mập ha, trung tâm huyện luôn. Đó thì từ đây cách ra đó thì khoảng đâu đó là 15 cây ha. Từ đây mà cách ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn là 15 cây số, và đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là 20 cây. Nói chung là cũng tương đối là xa biển ha. Đó. Và sẵn đây em Điền giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản cách cái đường tỉnh lộ này cũng tương đối là gần anh chị ha, khoảng chưa tới một cây số. Em đi sẽ nói trước cái diện tích và cái giá bán luôn ha, để cô chú chị mình khỏi chờ đợi. Bây giờ cái hướng đi vào đây này là hướng đi vào bất động sản mình ha, chưa tới một cây số và có diện tích là hơn 2000 m² và có hơn 30 m mặt tiền đường ha anh chị ha. Đường đá chuẩn bị trải nhựa rồi, và đặc biệt nữa là có sẵn 50 thổ cư đó, tha hồ xây dựng làm nhà vườn nghỉ dưỡng luôn ha. Và đặc biệt ở xã Hòa Hội thì cũng như là xã Hòa Hiệp thì cái chất đất ở đây rất là tốt các chị, đa số là đất đỏ Ba Giang ha, rất thích hợp trồng những cái cây ăn trái và cây lâu năm ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ xin mời cô chú chị đi theo chân em Điền đi vào bất động sản đó nhé. Rồi hiện tại em Điền đã có mặt tại vị trí của bất động sản của mình anh chị ha. Thì hồi nãy em Điền cũng nói sơ cái diện tích rồi, thì giá bán của tổng bất động sản này là 1.9 tỷ anh chị. Thì tính ra cũng chưa tới được là 1 triệu 1 m² anh chị ha. Trong khi đó đây là đất thổ cư và xung quanh thì có dân ha. Hiện tại cô chú chị đang xem em Điền đang quay đây thì đôi lúc là thấy dân cư đồ kế bên vẫn có dân nha. Nhưng mà em Điền quay lay cam thì cô chú có thể là thấy đi ra ngoài dân cư rất là đông anh chị ha. Đi ra chút xíu thôi, khu vực này thì hơi thưa một chút xíu nhưng mà vẫn là khu dân cư anh chị nha. Đó. Thì đây anh chị ha, bất động sản mình là đây, ranh từ đây anh chị, đó, qua tới bên kia là chính xác là 32 m ha, 32 m hơn đó, qua tới bên kia đó. Và đang có mặt tiền đường là đường đá chuẩn bị trải nhựa anh chị, ô tô né nhau anh chị ha, đường ô tô né nhau đó. Và bất động sản mình có một cái tiềm năng rất là lớn anh chị. Đó. Thì mình đi ra chút xíu đây thôi là mình giao ra cái đường DT991 ha. Đường đó sẽ thông thương từ đường Hòa Bình Ngãi Giao anh chị. Đó, đi từ Châu Đức đi xuống đây đó. Thì nói chung là đường xá mà mở xong xuôi thì cô chú chị có thể di chuyển bên đây rất là nhanh và gần nữa. Thì chạy xuống đây từ đây cách ra DT991 thì khoảng đâu đó vài trăm mét thôi, 200-300 m thôi là ra tới đó rồi. Thì cô chú chị có thể chạy về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng anh chị, 2 tiếng có khi chưa tới là đã tới được cái khu vực vị trí bất động sản này rồi ha. Đó, nói chung là đường này là đường đá chuẩn bị trải nhựa, là đường thông anh chị ha. Đó rồi, đây thì bất động sản mình thì có tổng diện tích là hơn 2000 m², đó, chính xác hơn là 2028 m² anh chị ha. Chiều sâu cạnh bên này là sâu tới 75 m, gần 76 m anh chị. Đó. Và bề ngang bên này thì ngang qua là 32 m. Chiều ngang rất là cũng tương đối là nhiều mặt tiền đó anh chị ha. Thường thường đất này 2000 m² thường thường đa số là đất không có thổ cư, mà bất động sản này lại có thổ cư luôn anh chị ha. Có sẵn 50 thổ cư. Bên cạnh này thì chiều sâu là 50, gần 60 m đó chị ha. Đây, ranh mình sẽ tới đây là anh chị. Đó.
Nói chung là có cái ranh hẳn hoi rồi. Từ đây bán thẳng lui là 60 mét. Và có cái mặt hậu của mình thì hơi top một chút xíu, nhưng mà không đáng kể gì ha. Nói chung là đất mình có chiều sâu nên là cái đó thì cũng không đáng kể đâu. Hậu của mình còn chỉ 31 mét thôi, 31,3 đó. Thì đất này cũng thuộc dạng là có diện tích lớn đó chị, 2.000 mét vuông đó. Giá bán thì em Điền cũng có nói rồi. Và hồi nãy em Điền đi từ ngoài đây vô anh chị ha, đi chưa tới một cây số là đi ra ngoài tỉnh lộ 329 rồi. Ngoài đó thì dường như là kinh doanh mua bán và tiện ích đầy đủ anh chị ha. Đi ra đây là hướng hồi nãy em Điền đi vô ha. Khu vực này thì hiện tại là khu dân cư, tất nhiên là sẽ có điện đài rồi anh chị đó, nhưng mà nước máy thì có thể là trong này người ta chưa có kéo vào ha. Đó. Chỗ đây thì nếu mà cô chú chị khoan giếng thì khoảng đâu đó là mười mấy mét là có nước rồi anh chị. Đó. Khu vực này thì đặc biệt là gần suối cầu ba, đâm ra là nước nó cũng nhiều ha. Đó. Cái chất đất này cô chú chị có thể thấy đất đỏ ba gian đó, đất này rất là tốt luôn anh chị. Đó. Khu vực thì xung quanh này dân cư có hiện hữu rồi. Đó, giá thì chưa tới 1 triệu một mét vuông anh chị, quá là rẻ luôn ha. Đó. Xung quanh đây thì quy hoạch khu dân cư rồi, không có vấn đề gì nữa, ha. Đó. Ở đây. Nói chung là huyện Xuyên Mộc về cái vấn đề mà hạ tầng giao thông thì khỏi phải bàn rồi anh chị. Đó, nói chung là sơ hở phát là đổ nhựa à. Đó. Anh chị có thể thấy này, ở phía trước thì dân cư có sinh sống trong này nha, có chúng chị có thể thấy nè. Dân cư vẫn đi lại sinh hoạt cung đường này cũng rất là nhiều. Đó. Hiện tại em Điền quay vậy thì cô chú chị thấy vắng thôi, nhưng mà em Điền quay lấy cam thì càng ra thì càng dân cư càng đông ha. Đó. Cách tỉnh lộ cũng gần anh chị. Cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Và mình thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm phần giá ha. Đó. Thì hiện tại cái giá hiện tại là em Điền cảm thấy là nó rất là hợp lý rồi. Đó. Cô chú anh chị có thể là nghiên cứu thêm cái này ha. Đó. Rồi em đi cũng xin được phép dừng video clip tại đây ha. Xin gặp lại cô chú chị những video clip sau của em đi. Xin chào và hẹn gặp lại.